Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh. Ở trong video hôm nay mình sẽ làm lại một cái máy boot up với hai biến áp AI40. Ở đây mình sử dụng cái nguồn 12V. Mình sẽ kéo cho cái mạch tăng áp này sử dụng 6 con 8 con MOSFET 70N08 và mạch tạo dao động là ICSG3525. Đây, hiện nay đang chạy cho một cái cầu H để tạo ra sóng sin. Thì nó sẽ đổi biến đổi dòng điện sóng sin. Đấy, ở đây thì cái điện áp DC đang là 264. Có thể điều chỉnh cao hơn. Lên khoảng ngưỡng trên 264 một chút. Đó là một cái giải điện áp ở cái ngưỡng gọi là mát nhất của IC, mát nhất của MOSFET. Nếu như mà chúng ta chỉnh lên 300 thì cũng được, nhưng mà nó sẽ bị nóng đấy, chính vì thế nên là không chỉnh được lên 300 nha. Nó sẽ bị làm cho MOSFET rất là nóng. Muốn tăng điện áp lên thì bắt buộc phải quấn thêm biến áp, nhưng mình sẽ để ở cái mức này để sử dụng cho phù hợp. Tất nhiên điện áp càng tăng cao thì cái dòng nó càng lớn lên, điều đó là đương nhiên rồi. Ở đầu ra mà điện áp mà chúng ta tăng cao lên thì bắt buộc phải quấn thêm dây vào cho biến áp, còn mặc định của nó thì vẫn có thể tăng được lên nếu như chúng ta thay đổi giá trị của độ rộng xung. Thay đổi độ rộng xung thì vẫn được nha. Ở đây mình test một cái quạt. Đây là chi tiết của nó, thì nó sẽ sử dụng hai cục biến áp AI40. Đấy, mình đã cạy ra để xem dây đồng nha. Ở đây thì mình có mót thêm cho nó hai cái cục tụ này 35V 1000 mi 1200 mi. Và ở đây nó khác với cả những cái cầu H, những cái mạch công suất, đó là mình đã cải tiến cho nó thành hai con điện trở chân G to lên một chút. Đấy. Và điện trở xả vẫn là 10K thông thường. Ở đây mình có lọc cho nó thêm một con lọc sóng đầu vào cho nó bằng hai con tụ 104 ở hai cửa. 8 con này được chia ra là mỗi một cái biến áp này sẽ ăn hai mỗi một biến áp này sẽ là hai cặp, đó là 4 con MOSFET 80N70 70N08. Tất cả các chân G đều kết nối thông với nhau. Đó. Và ở cái mạch tạo dao động thì có sử dụng là T41, T42 để khuếch đại cho nhiều MOSFET. Và mình có mod cái mạch hồi tiếp này với một cái biến trở tinh chỉnh, hai con 100K và một con 2K6, 8,6K chứ, cái này 8,6K và một con 2K100K bên dưới này. Cái mạch này chưa có một cái chức năng, đó là bảo vệ thấp áp. Bảo vệ thấp áp thì chúng ta cần phải có thêm một cái mạch LM358 nữa. Đấy, để cho nó bảo vệ thấp áp hoặc là quá tải. Ở đây chỉ có quá tải từ cầu H ra mà thôi. Đó, nhưng mà mình để ở cái ngưỡng điện áp này thì nó rất là mát. Đấy, mọi người có thể thấy là nó rất là mát MOSFET nha. Đấy, mát, mát lạnh luôn. Đang kéo một cái quạt. À, cái mạch này mình làm với cái điện áp này thì nó cho ra cái công suất khoảng mỗi một con này khoảng 300W, thì hai con 600 ở cái ngưỡng cho phép là như vậy, nhưng thực tế nó có thể là vượt hơn. Sau đây mình sẽ chỉnh lên cái điện áp lên, có thể lên cao hơn ở một cái biến trở này. Như chỉnh điện áp càng lên cao thì sẽ càng bị nóng.
Người quan sát đồng hồ nhé. Đó. Bắt đầu lên rồi nhé. Do biến trở tinh chỉnh nên là nó chỉnh rất là chậm. Mình sẽ chỉnh hết cỡ lên xem nó được bao nhiêu. Tất nhiên là nóng cho phép chứ sẽ không nóng hẳn, bởi vì nó sẽ thay đổi cái độ rộng xung và khác đi tần số. À không, cái này là nó không thay đổi độ rộng xung mà là nó thay đổi cái điện áp đầu vào, đầu áp hồi tiếp, nên là nó làm cho mạch tự động thay đổi. Đó, nó đã lên 268 nhưng chỉnh cái biến trở này rất là ít. Với cái ngưỡng điện áp này thì hoàn toàn có thể sử dụng cầu H cho ra điện áp 220 được mọi người nhé. Hoàn toàn có thể sử dụng cầu H cho ra 220 được. Còn đây là chiếc áp tinh chỉnh. Chiếc áp chỉnh điện áp xuống 100 hoặc là lên 200. Đây là công tắc đầu vào. Ở đây mình sử dụng hai cầu diốt mọi người nhé, hai cầu diốt để kết nối hai biến áp này hòa lẫn với nhau. Đấy, chúng nó đang là điện DC 268V thì nó sẽ hòa vào nhau và đưa ra. Hồi tiếp về. Bên này là điện AC này. Bên trên này là AC này. Ngoài ra ở đây mình có thiết kế thêm một con đi hai con diode chống ngược rất là to nhé. Nhìn rất hầm hố đúng không? Hai con này thì chắc chắn là nó sẽ khỏe hơn một con Việt áp TG 1000 mọi người nhé. Ngoài ra điện áp của nó thấp hơn thôi. Cái này hoàn toàn có thể chức năng bù áp, tăng áp. Nó có hồi tiếp. Đây là mạch hồi tiếp về đây. Hồi tiếp về là nó lấy một dây trắng. Một dây trắng lấy từ cực dương này. Dương của điện áp cao này. Hồi tiếp về. Và một dây âm. Đó. Dây âm thì hoàn toàn có thể sờ và không bị giật nhé. Đó. Như dây dương thì sẽ bị giật.